Đến với chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, Sứ Ngô Viên Linh Trịnh và Tuyết Nha xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Lời giải thích của Israel về cái chết của nhân viên cứu trợ Gaza là vẫn chưa thuyết phục. Liên Hợp Quốc đình chỉ các hoạt động viện trợ vào ban đêm ở Gaza trong vòng 48 giờ. Thủ tướng Qatar cho biết bất cứ cuộc xâm lược nào của Israel và Rafah sẽ dẫn tới một vòng xoáy bạo lực. Thụy Điển huấn luyện tân binh sau khi trở thành thành viên của NATO. Công nhân bắt đầu phá dỡ các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Đài Loan. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên qua phần trình bày của Sứ Ngôn Viên Tuyết Nha. Kính thưa quý vị, lời giải thích của Israel liên quan tới cái chết của nhân viên cứu trợ ở Gaza là chưa đủ thuyết phục. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cho rằng lời giải thích của Israel về cái chết của 7 nhân viên cứu trợ tại Gaza, trong đó có người phụ nữ Australia là Zomi Francom, là không thuyết phục. Israel ngày thứ Ba cho biết họ đã giết nhầm các nhân viên của tổ chức từ thiện World Central Kitchen, khiến Hoa Kỳ và một số đồng minh lên án. Những người thiệt mạng bao gồm công dân Australia, Anh và Ba Lan, cũng như người Palestine và công dân hai quốc tịch Hoa Kỳ và Canada. Thủ tướng Albanese dường như đề cập tới những bình luận của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong tin nhắn video vào thứ Ba. Trong đó, ông nói điều này xảy ra trong chiến tranh khi quân đội Israel hứa sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập. Ông Albanese đã nói, Francom đang di chuyển trên một phương tiện được xác định là phương tiện cứu trợ và lẽ ra nó không được gặp nguy hiểm. Ông yêu cầu Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cuộc gọi điện thoại với ông Netanyahu vào ngày thứ Tư. Liên Hợp Quốc đình chỉ các hoạt động viện trợ vào ban đêm ở Gaza trong 48 giờ. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc vào hôm thứ Tư cho biết, các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã đình chỉ các hoạt động viện trợ vào ban đêm ở Gaza trong ít nhất 48 giờ sau vụ Israel sát hại nhân viên của tổ chức World Central Kitchen. Ông Stephanie Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, chúng tôi đã đình chỉ các hoạt động di chuyển vào ban đêm trong dải Gaza trong ít nhất 48 giờ để đánh giá thêm về các vấn đề an ninh đã ảnh hưởng đến nhân viên của chúng tôi trên thực địa. Ông cho biết thêm, việc đình chỉ 48 giờ bắt đầu vào hôm thứ Ba sau vụ sát hại nhân viên của World Central Kitchen, gọi tắt là WCK, vào hôm thứ Hai. Ông Dujarric cho biết thêm các hoạt động trong ngày sẽ tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng khi nạn đói đến gần, cần có nhân viên nhân đạo và hàng hóa cung cấp có thể di chuyển tự do và an toàn trên dải Gaza. 7 nhân viên cứu trợ của WCK đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel ở Gaza vào tối ngày thứ Hai khi họ đang rời nhà kho Deir al-Bala sau khi dỡ hàng viện trợ ở đó. Trong khi đó, một con tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Cyprus đến dải Gaza đã quay trở lại Cyprus vào hôm thứ Tư mà không dỡ hàng. Phía Cyprus cho biết tổ chức liên quan đã tạm ngừng hoạt động sau cái chết thương tâm của 7 công nhân WCK. Các tàu chở hàng viện trợ tới dải Gaza đã khởi hành trước đó, hiện giờ sẽ quay trở lại. Thủ tướng Qatar cho biết bất cứ cuộc xâm lược nào của Israel nhắm vào Rafah đều sẽ dẫn tới một vòng xoáy bạo lực. Thủ tướng Qatar là Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani thứ Tư cho biết tại Doha rằng bất cứ cuộc xâm lược nào của Israel vào thành phố Rafah của Gaza đều dẫn tới vòng xoáy bạo lực liên tục. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ông Sheikh Mohammed đã nói thêm mọi người đều muốn tránh bạo lực leo thang. Israel thì nói những đơn vị vũ trang và chỉ huy chính của Hamas trú ẩn ở thành phố phía nam Gaza cần phải tiến hành cuộc tấn công trên bộ mới đánh bại được họ. Với một nửa số người Palestine sống ở Gaza đang chen chúc vào Rafah, người dân cho biết không còn nơi nào để họ có thể chạy trốn. Washington đã gọi cuộc tấn công theo kế hoạch này là sai lầm và Israel có thể nhắm vào phiến quân bằng chiến thuật ít gây tổn hại hơn cho thường dân.
Liên Hiệp Quốc đã nói cuộc tấn công vào Rafah đều sẽ gây ra một thảm họa nhân đạo. Thụy Điển huấn luyện tân binh sau khi trở thành thành viên NATO. Trong khu rừng của đảo Gotland ở biển Baltic, một lớp thanh niên Thụy Điển mới được gọi đi nghĩa vụ quân sự đã được huấn luyện sau khi đất nước của họ gia nhập NATO. Đến nơi đăng tuyển vào khoảng ngày 12 tháng 3, vài ngày sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập liên minh, những người lính nghĩa vụ mặc đồng phục rằn ri và mang theo súng trường đã học các kỹ năng cơ bản ngoài trời gần thị trấn chính là Vestby của hòn đảo. Stockholm đã chính thức trở thành một thành viên vào ngày 7 tháng 3, từ bỏ chính sách không liên kết để trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Sự gia nhập của Thụy Điển, quốc gia không có chiến tranh kể từ năm 1814, và Phần Lan là sự mở rộng đáng kể nhất của NATO kể từ khi khối này tiếp nhận các thành viên từ Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Các công nhân bắt đầu phá dỡ những tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Đài Loan. Các công nhân bắt đầu phá dỡ các tòa nhà bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Hoa Liên thứ Năm, một ngày sau khi động đất mạnh 7.2 độ Richter ở Đài Loan rung chuyển hòn đảo này khiến ít nhất là 9 người thiệt mạng. Người ta đã nhìn thấy máy xúc đang di chuyển đống đổ nát từ những tòa nhà bị hư hại. Các công nhân nhìn thấy đang khoan trên bức tường bên ngoài tòa nhà bị nghiêng và phun nước. Thị trưởng Su Chengwei tới thăm địa điểm này vào thứ Năm, cho biết chính phủ cố gắng nâng cao nhận thức của người dân, huy động nguồn lực từ nhiều cơ quan khác nhau để hỗ trợ nỗ lực này. Đài Loan là một trong những nơi có quy định xây dựng chống chọi động đất nghiêm ngặt nhất thế giới khi đã từng trải qua nhiều thảm họa kinh hoàng. Trận động đất mạnh 7.4 độ Richter vào ngày thứ Tư, mạnh nhất trong 25 năm, làm rung chuyển hầu hết cả hòn đảo. Tuy nhiên, chủ yếu chỉ những tòa nhà ở thành phố Hoa Liên, phần lớn là nông thôn và dân cư thưa thớt, nằm gần tâm chấn ngoài khơi phía đông của hòn đảo này bị hư hại. Hình ảnh cho thấy những tòa nhà không đổ sụp hoàn toàn mà lún một phần và ngã nghiêng, còn kết cấu phía trên thì vẫn còn trụ vững. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, Xuân Ngôn Viên Tuyết Nha và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với nhiều bản tin vừa được cập nhật, như việc công nhân mỏ bị mắc kẹt sau trận động đất lở đất ở Đài Loan, hay tình trạng mất rừng nhiệt đới giảm bớt vào năm 2023 nhưng vẫn còn những đe dọa. Anh đối mặt với áp lực ngừng bán vũ khí cho Israel sau khi nhân viên cứu trợ bị thiệt mạng. Tòa không xem xét thư của các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến vụ xử Vạn Thịnh Phát. Việt Nam sẽ lắp các siêu dẫn của công ty Nam Hàn vào hệ thống lưới điện. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.